Bữa ăn gia đình là yếu tố tạo nên hạnh phúc vợ chồng. Tại vì em bận bịu quá đó, hôm trời ở họp hành liên miên là nên em quên, xin lỗi ông xã nha. Nhưng gia đình sẽ ra sao nếu cả hai có khẩu vị ăn uống khác nhau? Anh thích mắm, anh thích em. Anh thích em. Nhưng mà em thì không thích mắm. Dung hòa khẩu vị là điều cần thiết, nhưng bằng cách nào đi? Thì lâu lâu mình vui vẻ với nhau. Ê hay là em nhắm mắt anh đút cho em cái này ăn nha, thử nha. Hay là cái hoặc là đi học cách thôi miên. Mắm. Mắm. Wow. Wow. Trời, cái này gọi là có đầu tư á. Thì mình hãy ưu tiên cho những sự lựa chọn nào mà cả hai cùng thích. Và vì tình yêu thương khó hay dễ hay thích hay không thích, chúng ta đều có thể có sự lựa chọn chung nhất, phù hợp nhất trong gia đình của mình. Mọi người có đồng ý không ạ? Tất cả sẽ có trong chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chủ đề Cãi Nhau Vì Mùi Mắm, phát sóng vào lúc 19:15 thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.